phận bạc hồng nhan, lầm than kêu thâu trời xanh, muôn dặm đường xa nắng mưa xoa tàn bóng hồng. Nuôi một đàn con qua mấy xuân xanh, vì đời con thiết gì mẹ ơi, con ơi à ơi ru hời ru con mẹ đưa cuộc đời, nụ cười con như ánh sao muôn màu, con ơi lời ru ngọt ngào cho con tuổi thơ êm đềm, và ngày sau xin nghỉ việc hả? Dạ. Thôi mà dì, chị ba con đang buồn dữ lắm, dì đừng có giận chị ba mà. Con nhỏ này, sao dì giận chị con? Chứ anh hai con nghỉ làm việc đó, đi về nước dì la quá chừng luôn còn gì nữa. Dì còn giận không thèm đi đón anh nữa. Nếu mà chỗ con làm không cho con niềm vui và cơ hội thăng tiến thì con cứ ra đi. Cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra cho con. Dì luôn ủng hộ con. Con cảm ơn dì. Bây giờ thì con nghỉ ngơi một thời gian đi, định hướng lại công việc của mình. Lựa chọn chỗ nào thích hợp thì hãy đi làm. Dạ. Biết rồi nha, bất ngờ ghê. Công nhận là dì thiên dị thiệt luôn đó. Bây giờ thì con mới biết nè, chị ba mới là cục cưng của dì, còn con với là anh hai chỉ là con ghẻ thôi, không có được thương đâu. Con nhỏ này, ganh tị hả? Dì nói nghe nè. Hả? Cho con tiền hả dì? Không, giao dám. Thôi mà dì. Thôi này. Dì, tôi không có thiên vị ai hết á. Ai mượn hai anh em mấy người lì quá làm chi? Dì này, nhéo người ta hoài. Chiều giờ ăn uống gì chưa? Dạ chưa. Hồi chiều giờ còn nấu cơm ở dưới, con kêu chị xuống ăn mà chị không chịu ăn kìa. Không ăn, đau bao tử rồi làm sao? Đi ra ăn liền cho tôi, hay là muốn quỳ gối? Dạ ăn chứ. Đi chị, ra ăn đi. Bữa nay em nấu canh chua ngon lắm luôn á, món tủ của em luôn á. Đi đi, ra ăn đi. Dạ con ra liền.
Cảm ơn anh nha. Dự án sắp tới tôi sẽ ưu tiên cho bên công ty của anh. Tôi sẽ cố gắng ưu đãi, góp vốn đầu tư cho anh. Người như sếp Quân á, có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi, sao phải dành nhiều sự chú ý vào cô Thư này vậy? Hợp đồng mà hôm nay cô Thư đã giành được á, chắc cũng gây thiệt hại cho sếp Quân ha. Thật ra tôi cần cô ta đó là vì công việc sắp tới. Mà cô phải nói sòng phẳng, cô ta cũng là người có năng lực đó chứ, cho nên mới có thể đánh bại được hợp đồng với bên tôi. Sếp Quân, có chắc là vì công việc không hả? Tôi thấy cô ấy cũng đẹp, cũng đáng yêu lắm. Tôi có một nguyên tắc là không bao giờ quan hệ với các cô gái trong công ty. Và đến giờ, nguyên tắc đó vẫn còn có giá trị, kể cả với cô nhân viên của anh. Và tương lai là nhân viên của anh, còn tôi lại mất đi một nhân tài nữa. Yên tâm đi, tôi sẽ đền bù cho anh xứng đáng. Chị à, thằng Kiệt nó về chưa chị? Em có mua sầu riêng nè, em đem qua cho nó. Tại hôm nay có việc đột xuất, không thôi là em đi đón nó rồi. Ủa, tụi nhỏ đâu hết rồi chị? Sống thế đứa nào vậy? Cảm ơn em nha. Máy bay trục trặc do thời tiết xấu nên về trễ so với dự kiến. Ngồi chơi đi. Ủa, vậy chị ở nhà hả? Ờ. Em tưởng chị giận, chị không đi đón nó chứ. Thằng Kiệt nó về ở đây luôn. Thiệt, chị không muốn chút nào hết. Chị mà đi đón nó thì chẳng khác nào chị đồng tình với quyết định của nó. Chị thiệt là tối ngày cái đống giấy ác hoài. Nhìn cái bàn nè, toàn là món nó thích không à. Nhìn đã biết chị thương nó cỡ nào rồi. Tụi nó cũng lớn rồi, chị xả dai đi. Cứ như vậy hoài, biết chừng nào thằng Kiệt nó mới hiểu tấm lòng của chị. Thằng Kiệt tuy nó có năng lực, nhưng tính tình bốc đồng, dễ chán nản bỏ cuộc. Nó cứ như vậy hoài thì biết chừng nào nó mới ổn định sự nghiệp. Chị đâu thể cứ chiều theo nó. Còn con Phương thì tính tình con nít lắm, nó nhìn cái gì cũng đơn giản, cũng màu hồng hết. Chị mà không theo sát nghiêm khắc thì sao mà được. Trong ba anh em tụi nó, chỉ có con Thư là chị yên tâm nhất. Nó biết suy nghĩ thấu đáo. Như vừa rồi đó, nó nghỉ việc, chị không la rầy nó gì hết. Phải tùy theo tánh lý mỗi đứa mà có cách cư xử. Nên bởi vậy em mới thấy nể chị thiệt á. Một mình buôn bán mà lo được cho ba đứa nhỏ, đứa nào cũng ăn học đàng hoàng hết. Gặp em á, chắc là em lo không nổi đâu. Em chỉ mong là tụi nó sẽ hiểu được tấm lòng của chị, sau này đền đáp cho chị. Chị chỉ mong tụi nó nên người, có cuộc sống tốt, chứ chị không mong gì tụi nó đền đáp hết. Cũng nhờ tụi nhỏ mà 20 năm nay chị mới có hạnh phúc của người làm mẹ. Chị nói cũng đúng. Con người để lo lắng tuy là cực, nhưng mà cũng là niềm hạnh phúc. Còn em, bây giờ má em mất rồi, mấy đứa em của em thì có gia đình riêng hết. Ngày xưa không có tiền, chỉ mong có được nhiều tiền. Bây giờ có nhiều tiền rồi thì không còn ai để mà lo lắng nữa. Thôi, có người để em lo đó chứ, mà tại em chịu lo. Ai đâu? Em biết chị nói ai mà. Dù hai người suốt ngày cứ cãi lộn, tới tụi nhỏ cũng nhìn ra là hai người có cảm tình với nhau. Thôi, cũng lớn tuổi hết rồi, tại sao không chịu tiến tới đi? Chị cũng biết quá khứ của em mà. Nhưng chị biết cậu Phúc nó thương em thiệt lòng, không có để ý quá khứ của em. Nhưng mà em không đủ can đảm, em không muốn ổng thiệt thòi. Thôi, đừng có nói chuyện của em nữa. Bây giờ cậu em phụ cái gì em phụ cho nè.
Vậy thì qua dọn chén đũa giùm cho chị đi. Rồi, để em. Em giúp chị một tay. Ủa, hình như tụi nhỏ về phải không chị? Ồ đúng rồi kìa. Thấy chưa, em biết chị nôn lắm mà. Cứ giả bộ hoài. Chị ơi, chị. Chị, anh hai về rồi nè. Chào dì đi anh hai. Kiệt, mới về hả con? Coi bộ ở mơ lúc trước á ngang. Dì Thu. Chào dì đi. Coi ăn học đàng hoàng mà đi về không chào tôi tiếng hả? Anh hai. Thưa dì. Thơm quá à. Anh hai coi kìa, chị nấu quá trời món anh thích ở trên bàn á. Anh đặt chỗ ngoài nhà hàng rồi. Bây giờ anh cất đồ, mình ra ngoài đó ăn nha. Dì Thu, đi chung với tụi con nha. Ủa anh hai, dì đã chuẩn bị xong hết rồi. Anh cũng biết là lần nào anh về dì cũng nấu toàn đồ ăn anh thích. Sao anh còn đặt nhà hàng chi vậy? Anh hai, hay là mình điện thoại mình quỷ đi. Mình mới gọi điện thoại đặt chỗ thôi mà. Bà nấu là chuyện của bà, ăn hay không á là quyền của anh. Anh hai, bà ăn nói với người nuôi con hơn 20 năm nay như vậy đó hả? Bà chỉ nuôi con á khi con ở Việt Nam thôi. Khi con đi du học bên Mỹ rồi đó, con chỉ nhờ tiền của thầy con thôi. Bà có nuôi con đâu. Vì đừng gọc 20 năm như vậy, nghe ghê lắm. Con nói gì kỳ vậy con? Cho dù chị nuôi con không tới 20 năm, nhưng không có gì thì con có được ngày hôm nay hay không? Con không có được thái độ như vậy với chị. Bà nuôi con á là trách nhiệm của bà phải gánh cho những sai lầm của bà trong quá khứ thôi. Không có bà, ba mẹ con không ly dị, gia đình con không tan nát như ngày hôm nay. Anh hai, mẹ của con á là chị ruột của cậu đó, sao cậu cứ binh bả hoài vậy? Nè, hai đứa làm sao? Hai đứa mà không ra nhà hàng với anh, từ đây về sau đừng kêu anh là anh hai nữa. Anh hai. Nè, con đừng có ngang ngược như vậy. Thôi được rồi, đừng có tranh cãi ồn ào ở đây nữa. Mọi người muốn đi nhà hàng thì cứ đi đi. Nè, bà khỏi sợ ồn ào. Tôi nhờ bạn tìm nhà rồi, giấy tờ xong á, tôi dọn ra ngoài ở. Dì yên tâm đi. Dì đừng có giận nha dì. Để lát nữa con ăn nỉ anh hai nha. Anh hai không ăn thì tụi con ăn. Bây giờ tụi con lớn rồi, tụi con sẽ không nghe theo mấy lời vô lý của ảnh nữa đâu. Chị kệ nó đi chị. Để nó đi ăn một mình cho nó chừa. Còn không? Muốn đi với nó hay ở nhà? Tôi chỉ muốn cả nhà tụ họp ăn bữa cơm thôi. Chị Diệu, hay là mình đi chung ra nhà hàng đi. Nó không nói gì đâu. Trời đất ơi, đúng là vô dụng mà. Hên là hồi đó tụi nhỏ theo chị Diệu, chứ theo ông chắc bây giờ tụi nó hư hết rồi đó. Cái bà bạo lực này, tôi chỉ muốn im đẹp đôi bên thôi mà. Chị không sao đâu. Mọi người cứ đi ăn với thằng Kiệt đi. Tụi con đi ăn với anh hai đi. Đồ ăn này thì dì để tủ lạnh rồi ăn từ từ, khỏi đi chợ cho mất công. Thôi dì đi đi dì. Hay là hai đứa nghe lời dì đi tụi con. Cậu. Rồi từ từ mình khuyên bảo nó sao. Chứ bây giờ mình làm căng, nó nóng lên có chuyện nữa. Chị em, cậu cháu mấy người đi đi. Tôi ở nhà ăn cơm với chị Diệu. Thôi được rồi, để tôi giải quyết. Thằng Phúc này, đầu đội trời, chân đạp đất, cái gì cũng giải quyết được hết. Để nó ra đây. Nóng quá nóng mà.
Sao rồi? Có ai đi ăn không? Mày! Cậu nói cho con biết. Đi thôi mấy đứa. Em đi ngay chị Diệu. Dì ơi. Dì. Thôi đi đi con. Thư. Dạ. Đứng dậy đi đi. Đi đi. Thiệt tình. Alo, con nghe chú. Con đang ở đâu vậy? Dạ, con đang ở Đà Lạt. Đà Lạt hả? Vậy thì xa quá. Mà có chuyện gì không chú? Buổi tiệc tối nay, cậu Hải của con thương lượng hợp đồng không thành. Còn nóng nảy, có những hành động khiếm nhã, làm mất lòng ông Yamamoto. Ông hủy ký kết, sáng mai bay về Nhật rồi. Ông Yamamoto từng có ấn tượng tốt gì con ở những lần gặp trước đây? Nếu con có thể đàm phán lại được với ông ấy, ký được hợp đồng lần này, thì là một bước điểm tốt cho con. Chú cứ tưởng là con đang ở Vũng Tàu cho nên chú mới điện. Ông bay chuyến mấy giờ vậy chú? Nghe nói ông bay chuyến 7 giờ sáng đó con. Nếu bây giờ con khởi hành thì vẫn còn kịp. Đúng vậy. Chú nghĩ con sẽ làm được. Dạ, con sẽ cố gắng hết sức. Ừ, cố gắng lên con. Anh định đi bây giờ luôn hả? Đang nửa đêm mà. Chuyện quan trọng lắm. Khi khác anh buộc cho em nha. Ngoan. Anh ngoan đi. Anh. Họ hẹn tao chiều mai 2 giờ tới phỏng vấn. Nhưng tao cũng có apply vài chỗ. Nhưng tao nghĩ New Style hợp với tao nhất. Nè, căn nhà chừng nào tao dọn được vậy? Mày ráng thu xếp cho tao á, càng sớm càng tốt nha. Ừ, cảm ơn mày nha. Bye bye. Anh Hai ơi. Anh Hai. Anh Hai ơi. Sao hai đứa qua đây? Có chuyện gì hả? Tụi em qua chơi thôi. Sao? Có chuyện gì? Anh Hai, chị ba nói á, hay là cuối tuần này á, cả nhà mình đi Đà Lạt chơi đi anh Hai. Lâu quá rồi em cũng chưa đi Đà Lạt nữa. Anh Hai, anh đồng ý một cái đi, là chị ba đặt vé cho cả nhà mình luôn á. Ừ? Cả nhà mình? Gồm những ai? Thì ba anh em mình nè. Chị nè, cậu Út nè. Mà dì với lại cậu Út á thì dễ sắp xếp rồi. Thời gian ok rồi đó. Hai chị em cũng ok luôn. Bây giờ hả, chỉ cần anh Hai gật đầu thôi đó. Từ bao giờ bà được nhập vô là cả nhà vậy? Có bà thì không có anh. Anh Hai. Thôi mà anh Hai, anh đừng có như vậy với dì nữa được không? Nè, anh không thấy hả, anh đi về nhà thấy phòng ốc của anh sạch sẽ thơm tho ghê chưa? Trước khi anh Hai về hả, dì thay hết ra giường mền gối mới cho anh ha. Đã vậy á, còn sợ phòng anh bị ẩm mốc, dì còn khử mùi tùm lum hết. Anh có thấy là dì thương anh nhiều ghê chưa? Qua đây chơi thì anh tiếp. Muốn nói tốt cho bà hả? Thì về phòng đi. Anh Hai, dì thật sự rất tốt với anh em mình mà. Bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ anh không nhận ra? Anh không muốn lặp lại một lần nữa. Cho tới khi anh nhận được căn nhà mới, hai đứa phải dọn qua ở với anh. Tự nhiên bắt người ta dọn đi. Anh muốn dọn chứ gì? Anh dọn đi, em không có dọn đâu. Đây là nhà của bà, có phải là nhà của mình đâu mà em đòi ở. Anh Hai à, từ nhỏ tới lớn á, dì chăm sóc cho anh em mình thì có khác gì là mẹ ruột của mình đâu. Bà không có tốt như em tưởng đâu. Chính bà làm ba mẹ mình ly dị, gia đình mình mới tan nát.
mẹ mới là người sinh ra em, chứ không phải là bà. Em không cần biết chuyện ngày xưa xảy ra như thế nào, em cũng không muốn biết. Em chỉ biết được là kể từ khi mẹ biết chuyện tới bây giờ, người thương em là gì, người chăm sóc cho em cũng chỉ một mình gì thôi. Nếu em kiên quyết ở với bà, đừng có nhìn mặt anh nữa. Em chọn đi. Anh này đúng là quá đáng thiệt mà. Anh gia trưởng, anh áp đặt. Bây giờ muốn dọn đi chứ gì? Em không đi, anh dọn một mình đi. Phương. Phương. Có phải bà tiêm nhiễm cái đầu nó tư tưởng chống đối đúng không? Anh hai, tụi em lớn rồi, tụi em nhận thức được gì tốt hay là xấu đối với tụi mình. Chỉ có anh á, tại sao anh cứ cố chấp hoài vậy? Ý em là về phe bả, không dọn đi đúng không? Mẹ bỏ đi, lúc con Phương nó còn nhỏ, nó chưa ấn tượng thành không nói. Còn em, không lẽ em quên mẹ, em không nhớ mẹ nữa sao? Mẹ là người sinh ra em, em luôn muốn gặp lại mẹ, sao em lại quên mẹ được? Vậy tại sao em còn binh bả? Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Chuyện ngày xưa là của người lớn. Em chỉ biết là bao nhiêu năm nay dì đã đối xử rất tốt với anh em mình. Anh cứ nhớ lại đi, cũng nhờ dì thì anh em mình mới có được như ngày hôm nay. Anh hai, anh suy nghĩ kỹ lại đi. Đối xử tốt hả? Em không nhớ hồi xưa bà đánh đập anh em mình ra sao sao? Mối tình đầu của anh cũng chính vì bà mà làm cho tan đó. Chẳng qua bà sợ mang tiếng bỏ con chồng, sợ người đời cười chê, cho nên mới ráng nuôi tụi mình thôi. Khi anh vô đại học, anh tự vừa học vừa làm kiếm tiền. Anh đi du học bên Mỹ là tiền thầy cho mượn, chứ bà lo gì cho anh đâu. Tối ngày cứ cho mình cái quyền phán xét tất cả mọi chuyện của anh. Anh về nước có liên quan gì tới bà? Bà cũng rầy la dạy đời anh. Hai đứa muốn ở với bà thì ở, nếu ở với bà từ nay anh còn không có hai đứa em này. Anh hai, ra ngoài, ra ngoài. Dạ con nghe chú Sơn. Dạ con biết rồi, con đang trên đường tới khách sạn đây. Thôi nha chú. Anh chạy ẩu như vậy đó hả? Tôi đang có chuyện gấp. Gửi cô, cầm lấy sửa xe đi. Anh làm như vậy có ý gì đây? Anh đụng tôi không một câu xin lỗi. Anh tưởng tiền của anh lớn lắm hả? Chính vì mấy người như anh mới xảy ra mấy cái vụ tai nạn đó. Anh đứng đó đi, tôi sẽ điện cho công an tới đây giải quyết. Nè, cô tính làm tiền chứ gì? Vô đây đủ chưa? Anh đừng có quá đáng nghe chưa? Cô và cái xe chỉ bị chạy xước sơ sơ thôi, đừng có tham quá. Tôi không có thời gian tranh cãi với cô đâu. Nè nè nè, anh đứng lại. Cái gì? Anh đừng tưởng là anh có tiền muốn làm gì làm nha. Cô bị điên hả? Rồi sao? Bây giờ anh đụng xe tôi, anh thôi còn... Thôi thôi thôi, cô cậu á, tôi đứng ở đằng đẵng á, tôi thấy hết rồi. Anh á, chạy gấp hay là cái gì cũng vậy, phải nhìn trước nhìn sau. Đúng rồi. Có đâu mà anh chạy như vậy, nguy hiểm lắm luôn á. Anh xin lỗi cô ấy một tiếng đi. Còn cô nữa, cô không có sao rồi thì cô cũng bỏ qua cho người ta đi. Điện cho công an tới rồi có giải quyết gì được đâu. Tôi chỉ cần anh xin lỗi tôi, tôi không cần mấy đồng tiền của anh đâu. Xin lỗi tôi đi. Xin lỗi đi. Xin lỗi bà cô được chưa? Nè, còn tiền của anh nè. Nè. Thôi. Tiền nè. Thôi thôi. Thôi mà. Cậu ấy đã đền tiền cho cô rồi. Thôi đi. Cậu ấy đã đền cho cô rồi á, thì cô lụm về đi. Về sửa xe rồi coi chân cẳng có sao không. Giờ lụm không? Không lụm tôi lụm à. Trời đất ơi, tiền của người ta mà bà muốn lụm nữa hả? Thôi đi đi bà nội. Vậy thôi, tôi đi à.
Không sao đâu, cũng may là chị nhảy ra kịp á. Thiệt tình chị á. Chị ba, sao mà chị hiền dữ vậy? Gặp phải em á, là em tung clip lên mạng cho cái ông đó biết mặt luôn. Hả? Trầy có chút xíu mà được mấy triệu bạc. Phải chi mà sáng thắm biết hả? Thắm lượn lượn ra ngoài là được tiền rồi. Chị Thắm, chị nói vậy mà cũng nói được hả? Mình cần phải có nghĩa khí nữa chứ gì. Được hết đó con. Bây giờ không có tiền làm cái gì mà sống. Đó, không có tiền cho nên mới ra đây bán phở. Không thôi tự lăn xê mình làm ca sĩ rồi. Ừ, kệ gì đi. Chị ba, còn cái tiền đó chị tính sao vậy? Chị nghĩ nếu như mà trong vòng một tháng không gặp tên đó để chị trả tiền lại thì chị sẽ quyên hết tiền cho từ thiện luôn. Bây giờ chị cứ đi quyên góp liền đi. Cái ông đó giàu có như vậy mà. Em thấy cái ông nội đó nghiệp tụ dữ lắm. Coi như là mình giải nghiệp cho ổng đi. Con nhỏ này. Ê ê ê tụi bay, đi làm từ thiện làm chi? Hả? Cho gì đi. Dì cần từ thiện nè. Dì khổ quá tụi con. Dì mà khổ hả? Dì xạo không à. Dì giàu thế mồ luôn. Không biết là có ai khoe có tiền gửi ngân hàng ha. Vậy mà còn kêu chị ba con cho tiền gì nữa. Tao giàu hồi nào mày. Ủa, anh hai tới kìa. Ủa Kiệt, mới về hả con? Dì Thắm. Ừ. Anh hai. Anh hai. Sao anh hai ghé đây vậy? Bà mới về nhà nấu cơm trưa. Anh không thích gặp mặt bà cho nên ra đây rồi đi phỏng vấn luôn. Trời ơi, tao nói à, hôm qua nghe con về, dì tính đi ra sân bay đón con rồi đó chứ. Nhưng mà lu bu quá trời công chuyện. Với lại à, bà không cho dì đi. Thôi dì ơi, dì đừng có xạo nữa. Chứ không phải hôm qua dì nghe gần sân bay kẹt xe quá, dì không thèm đi hả? Hả? Cái con nhỏ này. Thấy không? Đụng tới mẹ ghẻ mày là mày binh hả? Con coi đó, có ai mà khôn nhà dạy chợ không? Suốt ngày cứ binh bả. Hả? Bị bả đì ra làm quán phở mà cũng không sáng mắt nữa. Dì Phương. Dì, tại con Phương nó không chịu đi học. Trong lúc nó chờ mấy cuộc thi thì nó phải ra quán làm kiếm thêm chứ gì. Nữa, thêm con nhạn là đà nữa thấy không? Đó, thêm đứa binh nữa. Dì Thắm nói đúng đó. Bà không nuôi nổi con Phương thì thôi, đến gửi tiền về nuôi nó. Sao bắt nó ra đây làm quán phở như nhân công vậy? Ừ. Nè, bắt đầu ngày mai em nghỉ việc ở đây đi. Nghỉ đi. Tại vì em cũng muốn ra quán phụ mà. Dì đâu có ép buộc gì em đâu. Nói sao? Thích hả? Nó thích mà nó trốn việc hoài. Suốt ngày bị bà trừ tiền công, lương tháng đâu có lãnh nhiều đâu. Nè, binh thì nó binh, bài đặt thích. Đó con coi đó. Dì thương tụi nó, dì lo cho tụi nó. Mà hễ nói tới câu nào đụng tới mẹ ghẻ là tụi nó nhảy đổng lên hà. Thiệt tình gì mà là mẹ của tụi con á, chắc cũng ngậm hờn nơi chín suối. Dì, dì nói cái gì vậy? Mẹ con chết thôi nào. Lộn. Ngậm ngùi nơi xa xăm. Mà dì nói thiệt chứ, mẹ tụi con đi cũng hơn 20 năm rồi mà không có tin tức gì hết. Rồi tụi bay cũng đi kiếm tùm lum hết. Cũng có khi á. Nè, dì đừng có nói bậy bạ. Mẹ con nhất định sẽ trở về mà. Không, cái ý dì nói á là có khi là ở nơi xa xăm mẹ tụi bay cũng nhớ tụi bay. Làm gì mà nóng dữ vậy? Thôi, anh em tâm sự đi. Dì vô quầy dọn dẹp, để bà dì bà ra bà hay la lắm. Dì Thắm này kỳ cục lắm á. Suốt ngày cứ đi nói xấu gì. Em thấy tại vì mình hiền quá, tốt quá. Gặp người khác á hả, người ta đã đuổi dì Thắm lâu lắm rồi đó. Em đó. Đuổi hả? Không nhớ nói gì sao? Tối ngày dì này dì nọ, sao không thèm nhắc tới mẹ đi? Từ nhỏ tới lớn á, là dì chăm sóc cho em mà. Dì có khác gì mẹ ruột của em đâu. Em chỉ có một người mẹ thôi, là mẹ của tụi mình. Thôi, hai người này, chỗ này buôn bán mà. Thôi đi, em vô quầy. Nè, ai cho phép bà treo cái hình gia đình mình đây vậy? Anh hai. Em gỡ xuống. Anh hai. Anh làm cái gì vậy hả? Ít ra cũng còn một đứa chưa bị bả dụ.
Để coi, đảm bảo sắp tới có nhiều chuyện để coi đi nè. Giờ này mà thằng Hải nó còn chưa chịu tới nữa. Cháu vừa mới gọi điện, Hải nói là đang trên đường tới đó chú à. Tôi cũng có mặt ở buổi tiệc tối hôm qua. Thật sự thái độ bê trễ, làm việc thiếu chuyên nghiệp như anh Hải. Nếu như anh Hải không sửa đổi, tôi e không chỉ là hợp đồng lần này, mà sau này còn nhiều chuyện không hay nữa, ảnh hưởng tới tập đoàn. Đây là sơ suất nhất thời của anh Hải thôi. Anh đừng có quên, anh Hải là phó tổng giám đốc, tương lai là người kế nhiệm chủ tịch sau này. Anh Hải cần những cộng sự có thể hỗ trợ để khắc phục những hậu quả, chứ không phải là chỉ trích ảnh. Tính tôi từ đó đến giờ có gì nói thẳng, chắc chủ tịch cũng hiểu. Tôi chỉ lo cho tương lai của tập đoàn. Ê, thằng Hải ra sao tôi biết rõ, tôi sẽ tự có cân nhắc. Dạ, em chào phó tổng giám đốc ạ. Nhân viên mới hả? Nhìn em lạ quá. Dạ, em mới nhận việc ngày hôm qua ạ. Em có gặp phó tổng giám đốc rồi ạ. Ồ, hôm qua hả ta? Dạ. À, chắc anh lưu bu câu chuyện quá nên không thấy được người đẹp như em. Em tên gì ạ? Dạ, em tên Liễu ạ. Liễu? Dạ. Ồ, hèn chi cái dáng Liễu yếu đầu tơ quá. Mới vô làm, chắc công việc cũng chưa có nắm rõ lắm. Không mấy giờ về đi, anh mời em đi uống cà phê. Cái gì mà chưa biết thì anh giải đáp cho. Dạ, em biết phó tổng giám đốc nhiều việc, em đâu có dám làm phiền. Anh cam tâm tình nguyện được làm phiền mà. Dạ, em chào phó tổng mà. Dạ, hội đồng quản trị đang họp. Sao phó tổng còn chưa lên ạ? Cái gì? Họp nữa hả? Dạ. Trời, tối ngày họp, họp, họp. Nghe tới là nhức cái đầu. À, mà vô trễ chút có sao đâu. Bỏ cái đó xuống. Dạ. Bỏ cái đó xuống. Em đó. Cái thẻ là phải lật ra bên ngoài, em hiểu chưa? Dạ, em cảm ơn phó tổng mà. Anh đi nghe. Dạ. Nhớ cái chưa? Dạ. Hello mọi người. Trời đất ơi, làm cái gì mà mặt ai cũng căng thẳng hết vậy? Tối hôm qua còn gây ra chuyện gì mà bây giờ còn cười nói vui vẻ được? Chỉ là một hợp đồng thôi mà. Tập đoàn mình lớn vậy, không hợp tác với bên này thì mình hợp tác với bên khác. Chả có việc gì mà ba phải nhúng nhường bọn họ hết trơn. Đây là lần đầu tiên tập đoàn Fuji đầu tư vào Việt Nam với một quy mô lớn như vậy. Nếu ký được hợp đồng lần này, vậy sẽ càng khẳng định được vị trí quan trọng của tập đoàn mình. Có rất nhiều đối thủ đã chào mời khi mà nghe Fuji thông báo mời thầu. Nhưng vì mối quan hệ tốt của chủ tịch với ba con Yamamoto trước đây, nên họ đã ưu tiên làm việc với bên mình trước. Nè, nếu như anh nói nó quan trọng như vậy, anh là tổng giám đốc, tại sao anh không đứng ra để đàm phán và ký hợp đồng mà giao cho tôi làm cái gì? À, hay là anh muốn chơi tôi? Em nói cái gì kỳ vậy Hải? Đây là ý của chủ tịch. Anh cũng đâu có lường trước được sự việc buổi tối hôm qua chứ. Thôi, không tranh cãi nữa. Yamamoto là người rất nguyên tắc, chắc lần này khó có thể cứu vãn được. Để sau khi ông ta về tới Nhật, con thay chú viết một email xin lỗi. Dạ. Cháu xin phép nghe điện thoại một chút.
Alo, chú nghe rồi con. Ba, ngày mai ba cho con xin nghỉ phép một tuần để con đi châu Âu nghe. Con tới công ty làm việc hay là cởi người xem qua? Tháng nào cũng xin nghỉ phép. Công ty mình có biết bao nhiêu nhân viên ba, bộ ba không nghe sao? Người lãnh đạo giỏi là người không phải tự tay làm tất cả mọi việc, mà phải biết trao quyền, giao việc để rèn luyện nhân viên. Nhưng người ta là cái người điều phối quản lý, còn anh cứ giao hết mọi chuyện cho nhân viên, không thèm quan tâm tới. Rồi lỡ tụi nhân viên nó làm loạn lên thì sao? Nè, bây giờ anh muốn gây sự với tôi đúng không? Không có cuộc họp nào mà anh không đâm chọt tôi hết á. Tôi chỉ vì lợi ích của tập đoàn, nếu anh thấy lời của tôi nói không hợp lý thì cứ đuổi việc tôi đi. Cái gì? Anh tưởng anh giỏi rồi anh làm giá không coi ấy là cái gì hết hả? Được, anh có biết là ở ngoài có biết bao nhiêu người giỏi hơn anh hay không? Nhớ nghe, ba đuổi liền cho con đi ba. Mày im cho tao. Cái gì vậy ba? Thằng Lộc nói đúng chứ không sai. Nè, ba cho con thời hạn một tháng, nếu không thấy thành tích nào của con, ba sẽ cắt chức con. Ba, con là con ruột của ba mà, sau này tập đoàn này cũng là của con mà, cắt chức con là sao chứ? Thưa chủ tịch, ông Yamamoto đã ký hợp đồng với bên mình. Hả? Sao tự nhiên thay đổi đột ngột vậy? Tối hôm qua ông giận lắm mà. Vì tối hôm qua tôi có gọi điện cho thằng Quân từ Đà Lạt về khách sạn để gặp ông Yamamoto nói chuyện trước khi ông ra sân bay. Trong lần gặp gỡ trước đây ở Nhật, ông rất có thiện cảm với thằng Quân, nên cháu mới kêu nó tới gặp ông để thương lượng lại coi sao. Vậy thì tốt quá rồi. Quân tuy còn trẻ nhưng mà rất có năng lực. Tập đoàn mình đó cần những thế hệ kế thừa như vậy. Thôi, ngồi xuống đi. Dạ. Chúng ta tiếp tục cuộc họp đi. Vào đi. Là ông Quý sao? Mới vài năm thôi mà ông ấy già đi nhanh quá. Mời ngồi. Dạ. Với kinh nghiệm làm việc của cậu thì hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của công ty. Nhưng tôi thấy hơi tiếc, tại sao cậu không ở nước ngoài phát triển mà lại trở về nước chứ? Dạ, em muốn đem những kiến thức mình học được về phục vụ quê hương mình. Hiện nay hiếm có người trẻ nào như cậu. Vậy khi nào cậu có thể bắt đầu công việc? Em là người của công việc, cho nên lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng nhận việc, thưa giám đốc. Tốt lắm. Vậy cậu về bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định của công ty. Thứ hai tuần sau cậu đến nhận việc. Dạ. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, cùng đưa New Style phát triển. Dạ, cảm ơn giám đốc ạ. Em xin phép. Tôi chúc anh bình an, nhiều sức khỏe và gặp may mắn trong chặng đường sắp tới nha. Tôi gửi lại cho anh số tiền mà hôm trước anh đã cho tôi mượn. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi không có nhận đâu. Coi như là tôi giúp đỡ cho Diệu, tại vì Diệu đã từng cứu mạng tôi mà. Anh đã giúp tôi quá nhiều rồi. Không có số tiền của anh, làm sao tôi mở được cái quán này? Anh mà không cầm là tôi giận đó. Tôi mượn thì tôi phải trả đàng hoàng, chứ tôi không thích mang nợ đâu. Anh cầm đi. Diệu thiệt tình. Tôi cũng mong là sau này tụi mình sẽ có dịp gặp lại nhau.
Nhưng hình như ông không nhận ra mình. Ông với bà kia thân thiết như vậy, mình cứ phớt lờ đi thì sao hay sao? Mọi chuyện tốt đẹp hết ha anh. Cảm ơn em. Thứ hai tuần sau anh sẽ tới nhận việc rồi. Ồ. Anh hoàn tất thủ tục rồi gửi cho em vào ngày thứ hai nha. Dạ. Nếu có cần hỗ trợ gì á, anh cứ gọi cho em nha. Ừ. À, nếu vậy cho anh xin số điện thoại. Có trục trặc gì anh gọi điện nhờ em giúp. Dạ dạ. Đi. Đây là số máy của em. Em tên Nhi. Ừ. Anh nhá qua đi. Ờ, qua rồi anh. Số của anh tên Kiệt nha. À, dạ. Cảm ơn Nhi nha. Anh về đi. Bye. Hẹn gặp lại anh sau nha. Ừ. Thưa ngoại, đây là hợp đồng ông Yamamoto vừa ký. Ông đã ra sân bay về Nhật. Tuần sau người bên Fuji sẽ qua làm việc cụ thể với mình. Vài tuần trước tổng giám đốc Sơn có đề xuất với tôi việc bổ nhiệm thêm một phó tổng giám đốc phụ trách bên mảng phát triển dự án. Nếu phải tuyển dụng người ngoài chi bằng đưa những nhân sự có năng lực, tôi sẽ bổ nhiệm Quân để vào vị trí này kể từ hôm nay. Bà, nó chưa tới 10 năm kinh nghiệm, làm sao mà ngồi vị trí đó được chứ? Công ty của mình còn rất nhiều người kinh nghiệm hơn nó mà. Bà không sợ người ta nói bà thiên vị hay sao? Làm việc không phải xét kinh nghiệm hay tuổi tác, mà còn phải xét thành tích nữa chứ sếp Hải. Tôi thấy Quân có thể đảm đương được vị trí này. Bây giờ có rất nhiều công ty sử dụng người trẻ để đảm đương những vị trí quan trọng. Bà, con chức vụ cũng chỉ là một danh xưng thôi. Quan trọng phải làm sao cho xứng với danh xưng đó. Dạ, con biết rồi, con sẽ cố gắng. Chúc mừng. Dạ, con cảm ơn cậu. Chị Ba. Ừ? Nè, chị Ba, uống nước sâm đi. Chị mới nấu tức thì á, còn nóng đó. Thơm quá à. Lâu rồi chị không có nấu nước sâm. Hey, hôm nay em thấy nha, chị về sớm lắm luôn á. Chị nấu nước sâm chất đầy tủ lạnh ngoài kìa. Chắc chắn luôn chị nấu cho anh hai uống á chị Ba. Sao em biết? Trời. Nè, chị không để ý hả? Lần nào mà anh hai mình về nước á hả, chị cũng tranh thủ nấu đầy tủ nước sâm cho anh hai đó. Chị sợ là anh hai ăn uống không quen đồ ăn ở đây, rồi mất công anh hai bị nóng trong người đó. Chị thương anh hai ghê chưa? Chắc là như vậy. Chứ mấy bữa nay chị cũng bận nhiều việc, có rảnh đâu mà nấu. Em thấy nha, chị thương anh hai nhiều lắm luôn á. Mà anh hai kỳ cục, suốt ngày cứ cãi gì hoài. Dù là mẹ sinh ra tụi mình, nhưng mà mẹ đã bỏ mình đi 20 năm nay rồi, có lần nào về thăm đâu. Toàn á là dì lo hết cho anh em tụi mình không à. Vậy mà anh hai kỳ cục lắm, suốt ngày cứ cãi gì, làm cho dì buồn hoài. Đợt này anh hai cũng về đây ở luôn. Hai đứa mình từ từ mà khuyên anh hai nha. Tính anh hai nóng lắm. Em đó, đừng có cãi anh hai giống như ngày hôm qua, để không thôi mai mốt gây lộn. Phương, lát nữa anh hai về hay là em làm lành với anh hai trước đi. Nhưng em đâu có làm gì sai đâu. Tự nhiên cái bắt người ta làm lành trước à. Nhưng mà anh hai nhất định không bao giờ xuống nước trước đâu. Với lại chị cũng nói là cả chị và em đều khuyên anh hai mà. Thôi được rồi, coi như em chịu thiệt thòi chút. Làm lành thì làm lành. Thầy à, thầy cho em số tài khoản nha. Em chuyển khoản để gửi lại cho thầy. Thực tình em cảm ơn thầy nhiều lắm.
Thật ra thầy đã gạt em. Bây giờ em đã ăn học thành tài, thầy xin bạn phép nói sự thật. Số tiền hồi xưa thầy cho em mượn là của dì Diệu. Dì Diệu biết chắc rằng em sẽ không nhận. Nếu biết rằng số tiền đó là của dì Diệu nên dì Diệu mới nhờ thầy. Chuyện gia đình của em thầy không tiện xen vào, nhưng cho tới bây giờ cái câu mấy đời bánh đúc có xương không phải là không thực tế, nhưng theo nhận định riêng của thầy thì dì Diệu là một người phụ nữ tốt và nhân hậu hiếm thấy. Dì ơi, anh hai đầu một chân có việc làm được cái gì? À, vậy hả? Thấy tôi cũng không chào hỏi một tiếng nữa ha. Vậy rồi lúc đi làm, ai mà mình không thích thì không thèm nói chuyện, không chào hỏi một tiếng hả? Anh hai. Thưa dì. Cơm nước gì chưa? Dì có chừa đồ ăn trong bếp đó, hầm nóng lại rồi ăn đi. Vẫn tối với thầy rồi. Anh hai. Hình bóng năm xưa nào cũng vậy. Mẹ con chỉ có một mình con, mày phải chăm sóc tốt cho con. Nếu không mày sẽ lỗi như một con. Từ nhỏ tới lớn mày luôn thương yêu dạy dỗ. Nếu không có mày, có khi bây giờ con vẫn còn là một đứa tâm thần. Con cũng lớn rồi, con tự lo cho mình được mà. Con không dám nhận tiền của dì đâu. Ai nói là dì cho con tiền? Là tiền của con đó. Tiền của con? Gì vậy? Tiền nào của chị ba vậy? Tiền sinh hoạt phí của con đưa cho dì từ hồi con mới đi làm tới giờ. Mỗi tháng con đưa cho dì bao nhiêu là dì còn giữ nguyên đó, phòng khi sau này con có chuyện gì cần